cao xuống thấp từ cái Nokia. Ok, mình sẽ bắt đầu ha, body 1. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái màu chữ đi cho nó dễ nhìn. Rồi, body 1 mình sẽ viết. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu là gì? Vào năm 2005, 2005. Cái thằng nào là cao nhất? Thằng Nokia. Thằng Nokia là cao nhất, chúng ta sẽ nói sao? Số liệu gì? The percentage of gì? Nokia. Đúng không? Tỷ lệ nó lộn. Tỷ lệ phần trăm thị phần. Market share owned by Nokia, đúng không? Nó kìa đó là gì? World highest. Đó, cao nhất. Ở cái mức bao nhiêu phần trăm? Ở mức bao nhiêu phần trăm? At bao nhiêu? 32,5%. Đó, giờ Nokia là cao nhất. Giờ trong câu này mình đã dùng so sánh nhất. Được chưa? Nokia cao nhất. Rồi tiếp theo là đến lượt thằng nào? Thằng Motorola và Samsung đúng không? Rồi tiếp tục mình sẽ nói sao? Chúng ta sẽ nói tiếp theo là chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Trong khi đó thì cái này the figures for số liệu của thằng nào? Motorola. Ở Việt Nam giờ không ai xài Motorola hết ta. Motorola là bao nhiêu phần trăm? 17,7%. Chúng ta dùng cái này, chúng ta dùng một cái công cụ đưa số liệu bằng cách là đưa cái dấu ngoặc đơn. Đó. And gì đây? Thằng nào đó? Samsung. Bao nhiêu phần trăm? 12,7%, 12,7%. Đó. Thấy không? Thì sao? Thì thấp hơn đáng kể đúng không? Significantly lower. Đó, như vậy là xong. Như là mình đã xong được ba thằng này, 1 2 3. Thằng Nokia, thằng Motorola, thằng Samsung, ba thằng này xong rồi đó. Giờ còn 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 mấy đứa còn lại ha. 1 2 3 4. Đúng không? Còn bốn đứa còn lại. Gồm tức là mình thấy không? Một câu mình biết được ba thằng rồi, thấy không? Nhanh gọn lẹ đúng không? Thấy chưa? Xong. Đó, đây là cái câu thứ hai mình dùng so sánh hơn. Câu đầu tiên mình dùng so sánh nhất. Câu này mình dùng gì đây? So sánh nhất. Thả like thả tim đi các bạn ơi, thả like thả tim nhiều nhiều vào đi các bạn ơi, bấm like bấm tim nhiều nhiều vào đi. Câu thứ hai mình dùng so sánh hơn là dùng cái từ lower nè, sao mà mấy con mũi mỗi lần nó like tới giờ like là nó chích mình ta, ngộ ghê. So sánh hơn rồi, đây là cái này là so sánh hơn đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ nói là gì? Thằng thằng tiếp theo là cái thằng thằng LG. Thằng LG là xếp 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 sau cái thằng Samsung. Và chúng ta sẽ nói là gì? Chúng ta sẽ nói là gì? Meanwhile, không à, trong khi đó hả? Ok, trái lại, in contrast, nối câu ha, trái lại, phần trăm. Trái lại thì cái số liệu của thằng LG ha, LG phần ở đây chúng ta có thể nói như trái lại thằng LG thì nó chỉ chiếm khoảng chỉ 6,7%. Chúng ta có thể đưa cái số liệu đầu câu cũng được các bạn, 6,7%, 6,7%, 6,7% trong the total percentage, trong percentage đúng không? Thì được ghi nhận, was recorded in gì? Được ghi nhận ở đâu? Được ghi nhận ở công ty LG được chưa? LG, ok. Đó. À, chúng ta có thể nói câu tiếp là gì? Which was slightly higher than that of cao hơn mà cao hơn bao nhiêu các bạn? In the meantime sao mà? In the meantime đó là trong thời gian chờ đợi, nó không có được nha. In the meantime có nghĩa là trong thời gian chờ đợi. Ok. Chưa? In the meantime có nghĩa là trong thời gian chờ đợi. Rồi, 6,7%. Ở đây chúng ta có thể dùng cái từ này cũng được nè. Nó thuộc về, chúng ta có thể không dùng cái từ record thì có thể dùng là gì?
belong to, đúng không? Thì thuộc về, thì được thuộc về LG. Rồi mà cái số liệu này thì sao đây, nó lại cao hơn cái số liệu gì, thì hơi hơi cao hơn cái gì đây, the figure four gì, cao hơn cái thằng nào, thằng cao hơn cái thằng gì ta, cái thằng Sony Ericsson. Thằng Ericsson nó chiếm bao nhiêu phần trăm đây các bạn? Chúng ta đưa số liệu đằng sau cái tên riêng được nha, đó là một cái cách đưa số liệu. Thằng này là nó khoảng 6,3% đúng không? 6,3% đó. Như lên rồi, tiếp nữa là gì, chúng ta dùng cái gì đây, meanwhile, trong khi đó số liệu của Benway, trong khi đó phần trăm của Benway thì chúng ta sẽ nói là gì đây, chúng ta sẽ nói cái câu nào, tỷ lệ phần trăm Benway chỉ chiếm 30%, dùng cái từ account for cũng được. Benway sở hữu 30% trong tổng số. Coi có bạn nào có cao kiến gì cho mình ý kiến đi các bạn ơi. Bây giờ các bạn có thể nào dùng account for hay là make up gì đó, có nghĩa là cộng cho số liệu, có nghĩa là chiếm bao nhiêu phần trăm, dùng chiếm bao nhiêu phần trăm, thí dụ ta dùng cái từ nào, chiếm bao nhiêu phần trăm. Thảo Mai thả tim nhiều nhiều vào đi các bạn ơi. Như là mà vào năm 2005, tỷ lệ phần trăm thị phần mà Nokia sở hữu á, là cao nhất ở mức 32,5%, trong khi đó số liệu của Motorola và Samsung lần lượt là chiếm 17,7% và 12,7%, thì thấp hơn rất là nhiều. Trái lại tỷ là gì, 6,7% trong tổng số tỷ lệ phần trăm thì nó thuộc về LG, mà cái số liệu này nó vẫn cao hơn cái số liệu của Sony Ericsson, cao hơi cao hơn một tí ở mức là 6,3% đó. Trong khi đó rồi chúng ta sẽ nói sao đây, cái cuối cùng là thằng gì, Benway, mình sẽ nói là Benway gì đây, Benway chiếm gì, accounted for bao nhiêu các bạn, accounted for bao nhiêu, 49% đúng không, 4,9%, 4,9% đó. Rồi chúng ta có thể dùng cái từ gì, chiếm chỉ, ok, milli ở đây chúng ta có chỉ, milli không cần đâu, chiếm mà được xem là sắp gì, with gì, with words. Rồi ở đây chúng ta có thể dùng cái từ nè, chúng ta có thể dùng cái cấu trúc này, nó sẽ ăn điểm nè, the gì, proportion, nó trên tới mình dùng cái từ gì, the rate of gì, market share đúng không, market share that, hoặc là có thể which hoặc là that đúng không, mà gì, mà thằng nào chiếm, mà thằng nào, mà Benway gì, Benway sở hữu đúng không? Oh, were gì, lowest đúng không? Chiếm bao nhiêu phần trăm? Accounting for bao nhiêu? 4,9, accounting for 4,9%, 4,9%. Đó, ở đây cái cấu trúc này mình dùng nè, cái chỗ này nè, để mình in nghiêng cho các bạn. Có nghĩa là mình đang xài cái gì đây? Mình đang dùng cái gì đây? SV phẩy vật in. Mình dùng đó, đó là cái cấu trúc mình đang xài đó. SV phẩy vật in ha các bạn. Thả like, thả tim đi các bạn ơi. Ok. Rồi. Có nghĩa là gì? Tỷ lệ thị phần mà Benway sở hữu là thấp nhất, chiếm 4,9%. Đúng chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Ở đây chúng ta có thể 4,9%, chúng ta có thể dùng cái cấu trúc nào? Bây giờ so với, chúng ta có thể nói là gì? Compare to gì? Compare to, đây có thể nó compare to so với, so với 19,2%, 19,2% được ghi nhận, recorded, mình dùng công thức hết luôn nha, recorded ở những cái công ty khác, in gì, different gì, company enterprise, công ty di động, những cái công ty di động luôn ha bạn,
những cái công ty ở trong cùng cái phân khúc in different in order thì nó sẽ ok hơn. In order company in the same field. Đó, trong cùng một cái lĩnh vực thì mình sẽ verify cho cái mobile phone, đó nghĩa là công ty di động thì mình sẽ dùng cái từ là in the same field, có nghĩa là in the same field có nghĩa là trong cùng lĩnh vực ha. Đó. Ok, như vậy mình đã xử lý xong cái phần mở bài, thấy không? Thấy không? Vậy mình sẽ dùng theo nó sẽ mình xài. Đó, này bao nhiêu từ đây mình đếm coi. Số liệu ở đây. Mình đếm coi mình biết bao nhiêu từ. 73 từ các bạn ơi, 73 từ, quá ngon luôn, 73 từ. Đó, 73 từ này rồi là 810 rồi, body 2. Thêm 70 từ nữa là ok rồi, vậy là xong rồi, giờ chúng ta qua body 2. Đó, ok gì vậy? Trời ơi. À, thật ra là phải đọc báo Guardian này nhiều, đọc báo liên quan tới số liệu chúng ta viết nó sẽ dễ ha các bạn. Các bạn chịu khó đọc báo, dành thời gian đọc báo. Đọc báo những cái bài báo mà liên quan tới số liệu thì các bạn sẽ học được cái cách viết. Thấy không? Thí dụ như mình là có bao nhiêu cách đưa vào nè, mình là vì mình sẽ tạo cái body 2 thì các bạn tự biết ha. Body 2 thì các bạn sẽ viết tăng giảm, cái nào tăng cái nào giảm. Thí dụ như là Nokia. Nokia thì là sẽ cái nào tăng thì mình gom lại với nhau, Nokia với thằng Motorola là nó tăng nè, gom lại viết với nhau. Thằng Samsung giảm, vì mình viết được cái cấu trúc là white whereas. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta gom tiếp là Sony với thằng Sony là nó tăng, còn hai thằng này thằng LG với thằng Benzui thì hai thằng này giảm. Đó, mình gom là mình viết hai câu là xong. Rồi còn cái thằng order này thì nó cũng giảm luôn. Vậy là xong. Tương tự như vậy thôi, nhiều cùng giảm thì tôi dùng cái cấu trúc là in gì ta? Similarly đó, tương tự như vậy. Đọc báo đó ở chỗ nào vậy thầy? Đây là chúng ta vào đây chúng ta đọc báo nè. Chúng ta muốn đọc báo những cái báo số liệu này các bạn. À, để mình vào cái trang báo này các bạn đọc số liệu, các bạn học được nhiều cái cách viết ở trên đây lắm. Được Guardian đó các bạn bật. Rồi mỗi lần mà like là nó rất mạng không. Ví dụ như mà báo về số liệu đây, nói về coronavirus đi ha, đây các bạn vào đây các bạn đọc nè, ví dụ lấy cái bài này đi, có nó có số liệu này các bạn, đâu rồi nó đang load. Ví dụ như là cái báo này là của anh theguardian.com nè. Đây nó có số liệu nè. Đâu bạn thấy không? Nó có số liệu nè các bạn thấy không? Cái này là biểu đồ live graph nè. Đọc mấy cái bài này thấy không? Nó dùng là the number of people in hospital. Số người nhiễm virus corona tăng mạnh sau những cái mức ghi nhận kỷ lục bắt đầu vào cuối tháng 3 năm 2020 đạt cực đại, đạt cái mức cao nhất á, peaking á, có nghĩa là đạt cực đại ở vào tháng 4, đúng không? Vào tháng 4. Cái con số liệu này that figure tiếp tục tăng trở lại vào tháng 9 và ghi nhận một cái mức kỷ lục, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình muốn xài cụm này, mình lấy ra mình xài thôi, ghi nhận một cái mức kỷ lục. Đó, thấy hay không? Mình thì mình đọc trên đây, mình sẽ đọc trên đây nhiều thì mình sẽ biết cái cách làm sao mà mình viết nó sẽ tự nhiên hơn như người bản xứ. Số người chết thấy không? Số người chết thì nó nhiều hơn cái gì đó. Đó, rồi đưa ra số liệu nó dùng width nè. Thấy không? Cách nó đưa ra số liệu bằng cách dùng width. Đó, thấy không các bạn? Thì các bạn vào đây các bạn đọc ha, báo Guardian này ha.